Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Pháp Lý Reway và mình là luật sư Huyền Trân. Hôm nay thì rất vui gặp lại các bạn trong một không gian mới. Cái này là phòng đọc sách của nhà Trân á. Tại vì ban đầu Trân định là đến công ty để quay luôn, quay trong cái phòng họp của công ty. Tuy nhiên là phòng họp thì nó có các vách kính á, nó làm cho cái âm thanh nó cứ dội vào bên đây rồi nó vang lại. Các bạn khi mà nghe những video gần đây của Trân thì sẽ cảm thấy là nó hơi khó chịu do cái tiếng âm thanh bị vang vọng. Chính vì thế thì để mà cải thiện cái chất lượng âm thanh thì Trân quyết định là sẽ đổi môi trường quay là quay ở phòng đọc sách nhà Trân. Trân cũng mới vừa chuyển qua nhà mới thôi nên mới có cái không gian này để quay cho các bạn. Thì hy vọng là trải nghiệm mới sẽ giúp cho các bạn cảm thấy thú vị hơn khi mà theo dõi kênh của Pháp Lý Reway nha. Mở đầu video thì Trân có một số chia sẻ như vậy. Vậy thì hôm nay Trân muốn chia sẻ với các bạn về một cái chủ đề mà thực tế các bạn đang kinh doanh online gặp rất là nhiều. Đó chính là cái việc mà chúng ta bị ăn cắp hình ảnh sản phẩm thì chúng ta cần phải xử lý như thế nào. Xin mời các bạn theo dõi trong chủ đề ngày hôm nay nha. Đầu tiên thì Trân sẽ giới thiệu với các bạn hai cái quyền mà chúng ta có thể được bảo hộ trong cái hoạt động kinh doanh online để mà chúng ta bảo vệ những cái quyền sở hữu trí tuệ của mình. Thứ nhất là các bạn có thể đăng ký bảo hộ về cái logo, cái tên thương hiệu của mình trên cái sàn thương mại điện tử hoặc là trên những cái nền tảng xã hội, ví dụ như Facebook, Instagram hoặc là TikTok hoặc là những cái nền tảng khác ha. Vậy thì cái việc mà đăng ký bảo hộ cái logo hoặc cái tên thương hiệu này sẽ được đăng ký dưới dạng là sở hữu nhãn hiệu và sẽ thực hiện ở cục sở hữu trí tuệ. Đối tượng của nó chỉ là một cái logo hoặc là một cái tên thương hiệu thôi. Các bạn có thể lựa chọn một trong hai hình thức. Nếu như mà các bạn thấy khách hàng đối tác của mình nhận diện mình chủ yếu thông qua cái logo thì chúng ta sẽ đăng ký bảo hộ cái phần logo để mà chúng ta nhấn mạnh bảo hộ cả tổng thể về phần nhìn, đọc tên, cái thương hiệu và cái phần mà bố trí màu sắc, cách nhận diện thương hiệu. Cách làm này nó sẽ phù hợp cho những cái bạn mà cái logo của chúng ta khá là đặc sắc, được cách điệu nè, làm cho nó trở thành một cái điểm nhấn luôn trong cái sản phẩm của mình. Như vậy thì chúng ta sẽ bảo hộ theo cách là đăng ký logo. Còn một cách nữa là chúng ta sẽ đăng ký bảo hộ cái tên thương hiệu. Thông thường ở trong ngành thời trang thì cũng có một số thương hiệu mà nó basic á, chúng ta sẽ dùng nguyên cái tên thương hiệu đó viết bằng một cái phông chữ cũng không có quá cách điệu trắng đen và chúng ta sẽ bảo hộ về cái cách đọc thôi. Thì chúng ta sẽ đăng ký cái nhãn hiệu đó dưới dạng là chữ in tiêu chuẩn, tức là chúng ta nhấn mạnh bảo hộ về cái tên mà chúng ta đặt cho cái thương hiệu của mình. Với cách đăng ký nhãn hiệu này thì các bạn sẽ được bảo hộ độc quyền cái nhãn hiệu, cái logo đó trong một cái khoảng thời hạn là 10 năm. Hết thời hạn 10 năm thì chúng ta có thể gia hạn tiếp. Và trong cái phạm vi lĩnh vực là thời trang hoặc là cái phạm vi bất kỳ mà các bạn chọn khi chúng ta đăng ký nhãn hiệu thì chúng ta sẽ được độc quyền sử dụng cái tên thương hiệu, cái logo đó mà không lo là người khác xâm phạm. Trong trường hợp mà chúng ta bị đạo nhái thương hiệu, tức là chúng ta bị sử dụng cái logo đó một cách trái phép hoặc là chúng ta bị người ta nhái, ví dụ như Nino Mắt, chúng ta được bị nhái thành là Nina Mắt, thì chúng ta có quyền yêu cầu những cái đơn vị nhái đó họ chấm dứt hành vi vi phạm hoặc là khởi kiện họ để họ bồi thường về những cái tổn thất do việc sử dụng nhãn hiệu đạo nhái cho chúng ta gây ra. Vậy thì cái cách thứ hai mà chúng ta có thể bảo vệ cái quyền sở hữu trí tuệ của mình là đối với những cái sản phẩm mà chúng ta đã sáng tạo nên trong quá trình mà kinh doanh thời trang của mình. Thì ở đây Trân nói cái hành vi phổ biến nhất trong cái việc mà đạo nhái hình ảnh sản phẩm, ăn cắp hình ảnh sản phẩm là trong lĩnh vực thời trang ha. Thì đối với những bạn kinh doanh thời trang thì chúng ta sẽ tạo ra những cái sản phẩm, ví dụ như là trong ngành váy cưới nè, có thể tạo ra những cái thiết kế váy cưới. Rồi trong quá trình mà chúng ta PR sản phẩm, chúng ta marketing, chúng ta bán hàng thì chúng ta cần phải chụp hình. Thì một số cái đơn vị thì họ sẽ chụp hình mẫu thật luôn, tức là thuê người mẫu về rồi chụp hình trong một cái concept nào đó rồi đăng tải lên trên mạng xã hội để mà quảng cáo cho khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm. Thì nó cũng tạo ra một cái tác phẩm và đó cũng là cái quyền sở hữu trí tuệ đó các bạn. Vậy thì chúng ta có thể được bảo hộ những cái quyền này dưới dạng đó chính là bảo hộ quyền tác giả.
thì cái quyền tác giả này nó sẽ khác với đăng ký nhãn hiệu ở chỗ là đăng ký nhãn hiệu thì sẽ phát sinh trên cơ sở là đăng ký. Ai đăng ký trước thì người đó sẽ được quyền sở hữu nhãn hiệu, không phân biệt là mình đã sử dụng bao lâu rồi. Còn đối với quyền tác giả, tức là đối với những cái tác phẩm chụp hình, tức là nhiếp ảnh, những cái bộ hình của người mẫu nè, hoặc là đối với cái việc vẽ nên cái sản phẩm đó, thiết kế nên cái sản phẩm quần áo đó, thì chúng ta sẽ được bảo hộ trên cơ sở là ai là chủ sở hữu thực tế. Tức là có thể là nó chia ra là quyền nhân thân và quyền tài sản, thì cái shop đó họ không trực tiếp vẽ nên cái sản phẩm đó, mà họ thuê một cái người nhà thiết kế thời trang để tạo nên cái sản phẩm đó và trả lương cho họ. Như vậy thì cái quyền sở hữu đối với những cái tác phẩm thiết kế thời trang đó vẫn thuộc về cái công ty thời trang đó nha. Hoặc là trong một cái bộ ảnh về bộ sưu tập thời trang mới thì có người mẫu nè, có nhiếp ảnh gia. Tuy nhiên là hai cái người này đã được công ty thời trang trả tiền cho họ thực hiện cái bộ ảnh đó. Chính vì thế những cái tấm hình sau khi mà đã hoàn tất cái buổi chụp á thì nó cũng thuộc sở hữu của công ty thời trang. Như vậy thì cái quyền sở hữu đối với những cái tác phẩm thiết kế thời trang hoặc là những cái bộ hình sản phẩm này nó sẽ thuộc về công ty thời trang đó, và nó không phụ thuộc là công ty này đã đăng ký bảo hộ quyền tác giả hay chưa, mà nó phụ thuộc vào những cái chứng cứ chứng minh về việc là đã tạo lập nên cái sản phẩm đó, thì nó sẽ khác dựa với đăng ký nhãn hiệu ở chỗ đó hết các bạn. Như vậy thì trên mạng xã hội nó có một cái đặc điểm như thế này, là khi mà chúng ta đăng tải lên thì một số nền tảng sẽ không cho phép tải về. Ví dụ như là Instagram hoặc là trên TikTok thì các bạn cũng có thể bấm vào cái nút là chặn lưu á, thì người ta sẽ không thể lưu về cái video của mình. Thì dĩ nhiên cũng có những cái công cụ hack, những cái công cụ mà chúng ta có thể thay thế, nhưng mà cái hình ảnh chất lượng khi mà lưu về nó cũng không được tốt lắm, hoặc là cái cách mà bị hack thì chúng ta không nói rồi, cái đó là nó mafia quá không không xét. Tuy nhiên đối với một số nền tảng ví dụ như là Facebook thì họ cho phép chúng ta tải về, tức là khi chúng ta upload một cái bộ hình thời trang, cái bộ hình mà sản phẩm của chúng ta lên trên, ví dụ chúng ta nói đây là bộ bộ sưu tập hè thu của mình, upload lên để cho khách hàng có thể tham khảo và mua sắm, thì một số đối tượng họ đã tải về những cái hình ảnh này và họ đăng ở trong cái shop của họ. Và cái shop này thì thật ra họ không có sản xuất ra các sản phẩm, hoặc là họ chỉ may nháy những cái sản phẩm của mình thôi. Các bạn có biết mà đúng không? Khi mà chúng ta mua đồ thì cùng cái hình ảnh đó thì các bạn hay hỏi là đây có phải là hình thật của sản phẩm không? Rồi shop cho mình xem hình thật của sản phẩm đi. Đó chính là xuất phát từ lý do là rất là nhiều shop họ đã không có chụp hình mà họ lại lấy hình sản phẩm của những cái bên khác. Thứ nhất là họ sợ tốn tiền, vì muốn tạo ra một cái concept, muốn được bộ hình lung linh như vậy phải đầu tư về mặt người mẫu nè, người chụp hình nè, rồi phông nền, rồi cái thời gian chụp rất là nhiều, thì họ sẽ không dùng cách đó mà họ chiếm lấy những cái sản phẩm đã có của những cái shop khác. Và cách thứ hai là họ làm như vậy để mà chúng ta thấy cái hình ảnh nó đẹp, nó lung linh, nhưng thực tế khi mà họ bán cho chúng ta là họ bán những cái sản phẩm dởm, là những cái sản phẩm may nhái lại thôi, chứ họ không có được đẹp như là cái hình ảnh quảng cáo. Như vậy thì cái việc mà lấy cắp hình ảnh đó, thứ nhất là nó đã ăn cắp chất xám của chúng ta, bởi vì cái công sức chúng ta chụp hình mà họ lại được hưởng, trong khi đó là mình bỏ tiền ra còn họ không bỏ gì hết, họ chỉ download một cái cú đúp chuột thôi là đã tải được cái hình ảnh của chúng ta về rồi. Vậy thì cái lý do thứ hai nữa đó chính là họ muốn gian lận và họ muốn cạnh tranh không lành mạnh với sản phẩm của mình. Tức là cùng cái sản phẩm đó mà họ lại mai nhái, và khi khách hàng mua họ thấy cái hình ảnh đó, họ tưởng đâu là đây là sản phẩm của công ty của mình, nhưng thật ra là do một bên khác. Rồi họ khách hàng có thể nếu mà khách hàng không nhận diện được, khách hàng nghĩ là đây là sản phẩm của công ty của mình luôn, và công ty của mình cung cấp những sản phẩm không chất lượng, nó sẽ ảnh hưởng tới uy tín và lượng khách hàng của mình rất là nhiều. Đây là vấn đề rất là nhức nhối thực tế trong hiện nay. Trân đã làm đăng ký nhãn hiệu cho rất là nhiều những cái bạn đang kinh doanh nhãn hàng thời trang. Thì khi mà đăng ký nhãn hiệu á, thì chúng ta đã được bảo hộ về cái tên thương hiệu hoặc cái logo của thương hiệu của mình. Vậy thì sẽ nếu như mà có một cái shop họ cũng lập nên một cái tên y chang như cái shop của chúng ta, thì chúng ta có thể report, có thể báo cáo cho Facebook để họ gỡ cái trang này, vì cái trang này đạo nhái cái shop của mình.
Tuy nhiên là nếu như mà họ đặt tên một cái shop hoàn toàn khác luôn thì chúng ta không dùng cách đó, chúng ta không có report, chúng ta không thể báo cáo cho Facebook biết để mà gỡ xuống được, tại vì họ đâu có đào nhái thương hiệu của mình đâu, mà họ chỉ ăn cắp những cái tác phẩm, những cái hình ảnh đó trên cái nền tảng của mình. Trong cái công cụ của Facebook nó có cái phần là xác định về cái chủ sở hữu về cái tác phẩm, tức là về bản quyền á. Bản quyền là cái quyền tác giả đó các bạn, thì có cái công cụ đó. Tuy nhiên là để mà Facebook xem xét là có gỡ cái hình đó hay không thì chúng ta phải có cung cấp một cái giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Thì cái giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả này chúng ta có thể đi đăng ký được ở trên cục bản quyền tác giả. Có hai chi nhánh là có thể đăng ký ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc ở Hà Nội. Thì cái việc đăng ký quyền tác giả này nó sẽ đòi hỏi chúng ta sẽ cung cấp những cái bản cam kết, những cái bản tự khai về việc là chúng ta là người chủ sở hữu sáng tạo nên tác phẩm, và họ sẽ không có quan tâm cái nội dung chúng ta sáng tạo nên nó có bị trùng với ai hay không. Thì khi nào chúng ta có đăng ký thì chúng ta có nhu cầu đăng ký thì chúng ta cứ nộp và họ sẽ cấp cho mình. Đây là cái sự xác nhận để cho giống như là ghi nhận tạm thời về việc là ông này đã công bố đây là tác phẩm của mình. Thì nếu như trong trường hợp sau này có người khác chứng minh tác phẩm này thật ra không phải của ông đó mà do tôi tạo nên, thì họ sẽ chứng minh, và trong trường hợp mà chứng minh được thì người ta sẽ hủy cái văn bằng bảo hộ quyền tác giả này. Vậy thì quay trở lại, khi mà chúng ta đã đăng ký quyền tác giả rồi thì chúng ta có thể cung cấp cho Facebook hoặc bất kỳ một cái mạng xã hội nào đó để họ xác nhận cái váy cưới này là do tôi tạo nên, và cái người này không phải là chủ sở hữu, không có được sự ủy quyền của tôi, không được sự cho phép của tôi mà sử dụng hoặc đăng tải cái váy cưới này lên, thì nó vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ của tôi và yêu cầu Facebook phải gỡ xuống, thì Facebook sẽ gỡ xuống ha các bạn. Tuy nhiên lại có vấn đề xảy ra ở cái khâu này. Thứ nhất là về việc đăng ký quyền tác giả, nó sẽ diễn ra trong một cái khoảng thời gian nhất định. Tất nhiên là cái việc đăng ký quyền tác giả nó sẽ không lâu bằng đăng ký nhãn hiệu, do là cái này chỉ là một cái sự công nhận, cho nên về cái thủ tục hành chính đó, nó sẽ ngắn hơn. Thông thường chỉ khoảng 30 ngày đến 45 ngày là chúng ta sẽ được cấp văn bằng gốc rồi. Tuy nhiên là không thể nào mà chúng ta có ngay được, đúng không? Vậy thì cái hành vi đó, ví dụ như cái bộ sưu tập hoặc cái váy cưới hoặc là thường là thời trang mà thời trang trẻ, thì nó sẽ diễn ra trong một xu hướng rất là ngắn. Ví dụ như hôm nay là mùa hè, hôm nay là mùa thu, còn mặc những cái áo phong phanh, những cái loại vải lụa được, nhưng mà qua mùa đông là bắt đầu sang áo len, áo măng tô đồ này rồi này kia rồi. Chúng ta đợi tới mùa đông chúng ta mới có được cái văn bằng quyền tác giả rồi chúng ta mới đi báo cáo, thì lúc đó thật ra thì người ta đã trục lợi được từ cái sản phẩm của mình rồi, cho nên nó cũng sẽ hơi tốn thời gian, và có khi là khi chúng ta có được văn bằng bảo hộ rồi á thì cái hành vi đó nó không còn xâm phạm tới chúng ta, nó không còn ảnh hưởng tới chúng ta nhiều nữa. Còn tại cái thời điểm mà nó ảnh hưởng nhiều á thì chúng ta lại không có cơ sở để mà bảo vệ. Chính vì thế thì có thể là khi chúng ta tạo nên cái tác phẩm đó rồi thì chúng ta có thể đi đăng ký sớm để mà khi chúng ta tung lên á thì chúng ta đã có cơ sở phát sinh quyền cho mình rồi. Và vẫn còn một vấn đề ở đây nữa, đó chính là trong cái cuộc đời thiết kế thời trang hoặc trong cái cuộc đời kinh doanh thời trang thì không thể nào chúng ta nói là chúng ta chỉ tạo ra một hai sản phẩm để đời, để rồi chúng ta sử dụng cả đời để mà thu lợi từ những cái sản phẩm đó. Nó không có giống như những cái hoạt động khác, ví dụ như chế tạo ra một cái sáng chế có thể sử dụng được mấy trăm năm. Còn đối với lĩnh vực thời trang thì cái dòng đời của những cái sản phẩm thì nó rất là ngắn. Chính vì thế một cái shop thời trang một năm có thể tung ra mấy ngàn sản phẩm là chuyện rất là bình thường. Như vậy thì không thể nào mà chúng ta đi đăng ký hết toàn bộ những cái sản phẩm mà chúng ta tạo ra, hoặc là chỉ nói đơn giản thôi là những cái shop thời trang bình thường họ có nhu cầu chụp ảnh để mà bán hàng nhiều á, thì mỗi một ngày họ chụp ra cả mấy chục bộ ảnh rồi nhân ra một tháng biết bao nhiêu hình, không thể nào mà tất cả những cái hình ảnh đó đều đi đăng ký quyền tác giả được. Vậy thì cái cách mà mọi người thường hay dùng á, thì họ sẽ không dùng cái cơ chế là khiếu nại cho Facebook hoặc là khởi kiện ở tòa án để mà yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, mà chỉ là những cái cách
cái mẹo để mà chúng ta có thể hạn chế được cái việc xâm phạm quyền tác giả ở đây thôi. Ví dụ như là trong cái bộ hình đó thì họ sẽ chèn cái logo của shop của mình vô. À, cái logo đó nó có thể to rõ và nằm ở vị trí mà nó có thể là nó dính vào trong cái quần áo này, để khi mà họ lấy hình ảnh của chúng ta về họ tải lên á thì họ dĩ nhiên cái xu hướng họ sẽ xóa bỏ cái logo của mình, tại vì khách hàng bây giờ cũng rất là tinh ý, nếu mà họ thấy cái logo của cái shop của chúng ta trên cái quần áo, tức là họ sẽ nói là à cái shop này tên là, thí dụ cái shop này tên là mùa thu, thì trong cái logo của mình ở đây á, thì nó lại tên là Sela chẳng hạn, thì họ sẽ thấy à hai cái này nó không khớp với nhau, tức là cái shop này nó đang ăn cắp hình của một cái nơi khác và họ sẽ tìm đến thẳng cái shop Sela của chúng ta để mà họ mua váy luôn. Như vậy thì cũng là một cách mà họ miễn phí PR cho khách hàng của mình, trừ những cái khách hàng nào đó mà không có kiến thức nhiều hoặc là mới bắt đầu tập tành vào con đường mua sắm online thì họ chưa có kinh nghiệm. Nhưng mà những cái khách mà dày dặn kinh nghiệm hoặc là đã từng mua nhiều thì họ sẽ biết là đâu là hình thật của sản phẩm và đâu là cái shop này họ lấy cắp từ những cái đơn vị khác. Trân cũng rất là ngại mua trên những cái shop mà họ cái tên họ một đằng mà trong cái hình thì lại một nẻo, và đặc biệt là rất là kỵ những cái shop mà ở trên á thì đăng ảnh của chữ Sela, ở dưới thì là Cinderella, rồi ở dưới nữa là White Snow White chẳng hạn, thì nó là chắc chắn là họ đã đi đạo nhái rồi. Như vậy thì khi mà chúng ta add cái logo vào trong hình ảnh á thì nó sẽ giúp cho họ thứ nhất là giúp cho khách hàng nhận diện được đây là sản phẩm của mình, và giúp cho họ cũng ngại lấy sản phẩm của mình hơn, vì họ lấy về thì chẳng khác nào họ PR miễn phí cho cái shop của mình. Vậy thì trường hợp họ lấy cái hình ảnh của mình rồi hình của mình có logo luôn nhưng mà họ xóa đi thì như thế nào? Thì dĩ nhiên khi là mà họ xóa đi thì nó vẫn còn cái vết nhè ha các bạn. À, chính vì thế khi các bạn đặt logo trong sản phẩm, các bạn nên cố tình đặt cái logo nó nằm ở trong cái hình của sản phẩm luôn. Ví dụ như cái váy Trân đang mặc thì đặt cái logo trong cái váy luôn, thì khi mà họ xóa đi thì rất là rõ nhìn thấy sẽ có cái vết nhè ở trên cái váy của mình. À, thì cũng có những cái người họ có những cái công cụ chuyên nghiệp thì họ sẽ có thể xóa mà không để lại dấu vết gì, cái này thì thua rồi, tại vì đó là những hành vi rất là tinh vi. À, tuy nhiên là khi mà chúng ta dùng cái cách mà gắn logo trực tiếp lên cái sản phẩm mà gắn gắn dính vô cái sản phẩm luôn, thì khi xóa nó sẽ ra cái một cái hình nhè, thì nó là một cái dấu hiệu để cho khách hàng nhận biết là cái sản phẩm này nó đã bị ăn cắp hình ảnh từ một cái shop khác và đây không phải là hình thật của sản phẩm trong cái shop mà họ đang đăng bán. Trân thấy một số shop còn chèn cái logo theo cái kiểu là chạy một cái dòng chữ dọc trong cái hình ảnh, tức là có những cái logo watermark chìm trong sản phẩm đó và đăng dọc rất là nhiều, đăng chéo 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 rất là nhiều. Cái này để xác nhận là đây là sản phẩm của chúng tôi và họ muốn lấy cái hình ảnh đó về thì họ xóa rất là mất công, mất cái thời gian để mà xóa, hoặc là xóa thì cũng dễ để lại dấu vết. Đó thì đó là một trong những cái cách để mà giúp cái sản phẩm, cái tác phẩm hình ảnh của mình á thì đăng lên là sẽ không có bị người ta ăn cắp về để mà đăng lên bán thêm một lần nữa mà bán gian dối ha. Tuy nhiên thì cách này thì như Trân nói cũng có những cái hành vi tinh vi là họ có thể lấy về mà họ dùng một cái công cụ nào đó xóa không để lại dấu vết, thì cái này thì mình cũng phải chịu thôi. Vậy thì hiện nay có một cái cách nữa, đó chính là họ sẽ chụp hình đằng sau là một cái background, tức là thay vì họ chèn cái hình ảnh cái logo vào trong cái sản phẩm thì họ sẽ chụp trong cái background là có sẵn cái tên của shop đằng phía sau luôn. Cái background đó nó sẽ hơi kiểu như là nó không phải đặt trên một cái nền trắng để mà dễ tách ra, họ sẽ đặt trên những cái nền trang trí bằng những cái chữ để mà khi mà chúng ta chụp hình trên trên đó đó thì nó dính nguyên cái logo của shop chúng ta vào, thì nó sẽ không có dễ dàng để mà xóa đi, hoặc là xóa đi thì nó sẽ rất là xấu, thậm chí là có thể xóa luôn cái mặt của mẫu, tại vì nó hình chúng ta và cái background nó sẽ là một cái tổng thể chứ nó không có tách ra làm hai lớp như khi chúng ta chèn logo vào. Và một số cái cách nữa là những cái shop bây giờ họ chọn cách là không có chụp hình
mà họ quay phim. Tức là thay vì họ chụp hình lên một cái hình tĩnh thì nó rất là dễ tách ra, bỏ lên Photoshop những cái phần mềm edit đó, rồi xóa rồi chèn vô. Còn khi mà họ quay clip á, một sản phẩm như vậy họ sẽ quay một cái clip dài 30 giây hoặc 1 phút gì đó để khách hàng vừa có cái trải nghiệm là nhìn thấy một cái sản phẩm trong mọi cái phương diện, mặc lên trên người mẫu như thế nào, và cái khi mà cử động hoặc là nhìn xa nhìn gần nó sẽ như thế nào, và đặc biệt là ở phía sau nó còn có cái logo của cái shop đó nữa. Như vậy thì không thể nào, cho nghĩ là hầu như rất là khó để mà một cái shop khác họ copy về để mà họ tải lên lại. Và thậm chí là Facebook thì cho phép tải về hình ảnh nhưng mà video thì không được tải về, cho nên việc tải về video cũng rất là khó đó các bạn. Nãy giờ Trân nói thì các bạn sẽ có thể suy nghĩ rằng tại sao Trân là luật sư không có gợi ý cho các bạn về những cái cách thức theo quy định của pháp luật mà lại nói về những cái cách thức mà mẹo trong cái ngành để mà làm. Thì thật ra Trân đã có giải thích với các bạn, có giới thiệu với các bạn về cái cách thức là chúng ta đi đăng ký bản quyền tác giả và sau đó chúng ta có thể gửi cho những cái đơn vị mạng xã hội, hoặc là chúng ta có thể khởi kiện tại tòa án để yêu cầu hành vi xâm phạm, yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm và bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên là cái hành vi trên không gian mạng nó rất là phức tạp, và thông thường những cái người đăng tải này là những người ẩn danh, chúng ta không biết được thực tế họ là ai. Và thậm chí là nó có rất là nhiều người xâm phạm chúng ta, thì chúng ta cũng không thể nào mà kiện hết tất cả mọi người này được. Muốn khởi kiện thì chúng ta phải biết họ là ai, sau đó là chúng ta phải biết họ đang cư trú ở đâu, và chúng ta phải biết là họ đã xâm phạm những cái lần nào. Chúng ta phải thu thập chứng cứ, chúng ta phải yêu cầu, chúng ta phải mướn thừa phát lại để lập phi bằng về cái hành vi vi phạm đó, chúng ta tổng hợp lại. Sau đó chúng ta còn phải chứng minh về cái thiệt hại mà chúng ta đã bị mất. Ví dụ như chúng ta ra cái bộ váy đó mà họ ăn cắp hình ảnh của chúng ta về họ đăng lên họ bán, thì họ đã trục lợi được bao nhiêu và chúng ta bị thiệt hại bao nhiêu, thì những cái hành vi đó chúng ta rất là khó chứng minh thiệt hại. Chính vì thế thì mặc dù quy định của pháp luật có những cái công cụ để đảm bảo về quyền của chúng ta, tuy nhiên mà để triển khai nó trên thực tế thì nó rất là nhiêu khê và nó đòi hỏi công sức tiền của chúng ta rất là nhiều. Chính vì thế thông thường thì các bạn sẽ phòng tránh hơn là chúng ta xử lý những cái hành vi vi phạm đó. Tuy nhiên thì quy định pháp luật vẫn còn và chúng ta phải biết những cái quyền của mình. Lỡ bây giờ những cái đứa mà nó ăn cắp của mình nó chỉ là những cái cỏ dại thôi, thì diệt cỏ thì nó cứ có thể mọc lên. Nhưng mà có những cái đơn vị, thậm chí họ là những cái ông lớn, tuy nhiên họ lại có những cái hành vi hơi lươn lẹo, như là lấy hình ảnh của chúng ta, lấy video của chúng ta, rồi chèn cái xóa cái logo của mình rồi chèn logo của họ vô. Trân đã từng làm pháp chế trong một cái doanh nghiệp giải trí và bị một cái ông lớn trong cái ngành viễn thông ăn cắp tác phẩm, giống như là cái đoạn phim hoạt hình mà chúng ta đã từng được mua cấp bản quyền từ nước ngoài, mua rất là tốn kém và tốn thời gian công sức đàm phán đem về, nhưng mà họ lại lấy của mình rồi chèn logo thật trắng trợn luôn các bạn. Thì khi mà chúng ta gặp những cái ông lớn mà có cái hành vi xâm phạm như vậy thì chúng ta vẫn có cơ sở để mà chúng ta bảo vệ quyền của mình. Hy vọng là chia sẻ hôm nay của Trân giúp cho các bạn có thêm góc nhìn để biết mà chúng ta suy nghĩ thêm về những cái cách phòng tránh hành vi ăn cắp hình ảnh trên mạng xã hội khi chúng ta kinh doanh hàng online ha. Nếu như các bạn có thêm cái cách thức nào đó hay thì các bạn có thể comment bên dưới cho Trân và mọi người cùng chia sẻ và ngăn chặn, đẩy lùi cái hành vi ăn cắp sản phẩm, cũng như giúp cho người tiêu dùng có thêm một cái khía cạnh để mà họ nhận biết về hàng thật, hàng giả, hình thật và hình giả để mà họ mua mua hàng tốt hơn ở những nơi uy tín và đáng tin cậy. Nếu như các bạn thấy video này bổ ích thú vị thì các bạn hãy nhấn vào nút share cho mọi người cùng biết đến. Và cũng đừng quên nhấn vào nút subscribe đăng ký theo dõi kênh YouTube của Pháp Lý Thi Quay để Trân có thêm động lực ra nhiều video bổ ích cho các bạn thêm nữa nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!